Đố bắt được em. Không bắt được làm gió. Chết mẹ mày rồi con. Ồ, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Uầy. Đây là năm 2057 các anh em ơi. Đây này, có một cái thằng nó đang bê đây. Và anh em có vẻ như đây chính là cái chất nhầy của chúng ta đúng không? Bên trong một cái vũng nước đấy nó có một cái Hello. Chúng ta sẽ gọi đây là cục mụn anh em nhá. Trông nó rất giống cục mụn. Hoặc là một con sờ lam đi. Ồ. Ồ. Ồ, anh em mình ăn cái gì anh em mình biến cái màu đấy luôn này. Ồ. Wow. Thú vị nhỉ? Ăn cái gì biến thành cái màu đấy luôn ạ? À, hạt quắc các bạn ơi. Không biết các bạn có biết hạt quắc không, nhưng mà thực sự là tôi đã từng nghe tới hạt quắc rồi. Hạt quắc nó là một cái hạt theo tôi biết thì như nó là hạt bé nhất thế giới. Hạt quắc là hạt sơ cấp tồn tại như một vật chất nhỏ nhất và không thể chia nhỏ hơn nữa. Nhưng mà anh em hiện tại là một thứ gì đó cực kỳ bé luôn. Ui, đây rồi, tôi đã lớn lên rồi. Và bây giờ tôi đã bắt đầu ăn được những hạt proton và hạt neutron. Hạt proton mang điện tích dương và hạt neutron mang điện tích âm. Đấy, anh em này có biết có đúng không nhỉ? Lâu lắm rồi tôi không học vật lý, tôi không nhớ nữa rồi. Nhưng mà hình như là có vẻ là đúng anh em ơi. Cảm giác cứ như là quay trở về học vật lý cái thời cấp 3 đúng không anh em? Tôi cũng không nhớ là cái hạt proton và hạt neutron này thì anh em mình học vào lớp mấy, nhưng mà nó cũng là một phần ký ức của tôi. Rất là thú vị luôn. Wow. Để xem anh em mình có cái hạt gì đấy to quá anh em ơi. Một cấu trúc hạt gì đó. Tôi chưa biết đó là cái gì, nhưng mà anh em mình sẽ cố gắng. Hydro nucleus. Hiện tại thì kích thước của anh em mình nó rơi vào khoảng 35 picometer. Chắc là còn chưa đến 1mm đâu anh em ạ. Hiện tại thì tôi đang ăn được hydrogen atom. Chả biết nó là cái gì cả. Nghe nó kiểu nó bị khoa học quá ấy, các bạn hiểu không? Đấy, nghe nó cứ kiểu đỉnh kiểu gì rồi. Giống như là nếu như mà tôi hiểu được mấy cái thứ đấy là gì thì tôi có thể đạt được giải Nobel về vật lý hoặc là hóa học gì đó, cái kiểu thế. 2000 years later. Ok, và hiện tại thì tôi đang có cái chiều dài là 34 nanomet. Wow. Anh em mình mới chỉ là ở cái phần nano thôi anh em nhá. Mới chỉ là nano thôi, tức là cực kỳ bé luôn. Còn chưa đạt đến 1mm cơ ạ. Rồi, bây giờ tôi đang cố gắng để tăng trưởng cái kích thước. Ui. What the hell? Tôi bắt gặp một siêu robot. Wow, trông thú vị thực sự ấy các anh em nhỉ. Đây rồi, tôi bắt đầu ăn cái này. Nó là bacteriophage. Nó là cái quái gì nhỉ? Oh, có rất là nhiều robot ở đây. Tôi sẽ gọi là robot đi cho nó dễ nhớ. Chứ còn mấy cái kia thì thú thực là giải thích ra thì chắc là anh em cũng không hiểu nó là cái gì. Và bản thân tôi cũng không đủ cái khả năng để mà giải thích cho mọi người rằng nó là cái gì. Tôi sẽ gọi đây là robot. Anh em đang ăn những con robot. Vâng, tí nữa thì chúng ta sẽ ăn những cái đỏ đỏ kia. Rồi, đấy, rất là thơm ngon luôn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ăn mấy con robot này vào mà nó lại ngon đến như vậy. Đấy rồi, bắt đầu tôi ăn được những cái viên đỏ đỏ này. Trông như mấy viên thả lẩu. Ủa rồi, con gì đây? Con gì béo núp thế này? Ui, trông đáng sợ thực sự ạ. Bắt đầu là có những cái loài mới. Bắt đầu có những cái thứ mới mà tôi cảm thấy là nó hơi bị ghê ai à. Ui, ôi, đây. To quách trưởng luôn ạ. À, đây rồi. Tôi phải Google để tôi giải thích cho các bạn, chứ không thể nào chơi game mà không hiểu game nó là cái gì. Nice. Nó là con trùng roi xanh. Trùng roi xanh là một chi sinh vật nguyên sinh đơn bào. Nó là chi được biết đến và được hiểu rõ nhất trong lớp Eugleloidea. Các bạn đã thỏa mãn chưa? Bản thân tôi cũng thỏa mãn, bởi vì chúng ta phải hiểu được cái thứ chúng ta chơi, chúng ta ăn nó là cái gì, đúng không? Đấy, tôi là cái kiểu người như vậy. Chứ còn nếu mà tôi không hiểu gì thì tôi sẽ cảm thấy rất là khó chịu anh em ạ. Hóa ra nó là một cái loại trùng đấy, kiểu như thế. Con này là Didinium. Didinium, để tôi tìm xem nào. Didinium là một chi đơn bào có ít nhất 10 loài được chấp nhận. Tất cả đều là loài ăn thịt sống tự do. Không phải là đùa đâu, không phải là tôi chơi một cách kiểu là chỉ vui vẻ đâu, mà nó còn có phải là kiến thức nữa cơ. Đấy, anh em nào mà học sinh mà yếu ấy, hay người ta còn gọi là bị yếu môn sinh với cả môn lý, thì cứ chịu khó xem video của tôi. Thi thoảng là tôi lại cung cấp cho một ít kiến thức. Đấy rồi, tôi sắp ăn được cái con này rồi. Con này là gì?
Rotifer, con gì béo múp thế kia? Còn Rotifer là con gì? Rotifer có tên là luân trùng. Quá nhiều kiến thức hay đúng không? Thế còn cái con này tôi nghĩ là con bọ nước. À, con gấu nước. Tôi đoán là như vậy. Thế còn cái dài dài ngoãng ngoãng này thì nó là tảo. Tôi đoán là như thế. Đấy. Cái con này béo trông như con lợn. Đúng. Cuộc đời. Chết, anh em mình nói như thế thì có phải là đang body shaming Samming con này không? Đúng không? Đúng. A few moments later. Chúng ta bắt đầu ăn được cả những cái khăn rồi đây anh em ơi. Ăn được cả khăn này, ăn được cả bức tường. Đấy, wow. Túm lại là bây giờ tôi ăn được tất, tôi ăn được hết. Chó à? Chó robot. Tôi chả hiểu tại sao bọn này chúng nó lại đi bắn tôi làm gì. À, đây là chó chúng nó, mà tôi lại đi ăn chó của chúng nó thì có khác nào là tôi là thằng ăn trộm chó đúng không? Đấy, ăn trộm chó đúng nghĩa luôn anh em ơi. Không phải là ăn cắp nữa mà là ăn trộm luôn. Đấy, mỗi tội là tôi không có exciter thôi, thế nên là chạy nó hơi chậm. Ok, bọn này bọn áo đỏ à? Áo đỏ chứng tỏ cà phê mà lại còn đòi đi bắt đi đuổi tôi à? Ok, cay đấy nhá. Tôi sẽ cho bọn này nó tự bắn vào nhau. Bà đây, à, đấy đúng rồi. Đấy, phải thế chứ. À đây rồi. Bọn áo đỏ cà phê này ăn luôn. Vớ va vớ vẩn. Đâu rồi? Còn thằng nào cầm súng ra bắn tôi nữa nào? Để tôi thịt một thể. Chó hay là chủ chó thì cũng bằng giống nhau thôi nha. Ôi đây rồi, bắt đầu là ăn được cả tường rồi anh em ơi. What the hell luôn? Tôi đang ở đâu ấy? Sao hỏa? Liệu tôi phải trên sao hỏa không? Thế còn mấy cái thằng ất ơ nó đã chạy va vớ vẩn ở gần tôi là kiểu gì đấy? What the hell? Chúng mày chạy bộ trên sao hỏa bro? Ở dưới trái đất thì không chạy lại lên tận sao hỏa để tập thể dục à? Bọn này buồn cười nhỉ? Loài người tôi thấy buồn cười thực sự luôn đấy. Ui, chú đó. Đâu bắt được em. Không bắt được làm gì đó. Chết mẹ mày rồi con. Chạy nhanh vai trưởng luôn. Kiểu như là ở trên sao hỏa trọng lực nó yếu hơn ở dưới trái đất mình. Bọn nó chạy nhanh hẳn anh em ạ. Này thì Hải quay xe à? Định Hải quay xe à? À bọn này chạy nhanh với chúng tôi. Chạy nhanh này. Chạy nhanh quay anh em ơi. Vãi lít. Chó ăn thịt người à? Tôi chết rồi. Ui, tôi vừa chứng kiến một cái cảnh nó rất là nguy hiểm luôn ạ. Những con chó robot nó bắt đầu tấn công loài người. Wow, có vẻ như đến một cái thời điểm mà AI nó thống trị toàn bộ máy móc và nó điều khiển những con chó robot đi tấn công loài người. Vâng, đã đến thời khắc chúng ta phải bảo vệ nhân loại không bị chó cắn. Tất cả mọi người trên thế giới này đều có khả năng bị chó cắn, thế nên là tôi sẽ phải giúp đỡ họ. Vâng, đây là cái thời điểm mà Exciter sẽ trở thành anh hùng cứu trái đất, đúng không? Để tránh cho mọi người bị chó cắn. Nào, đâu rồi, đây, một bé. Chó thả rông không dọ mõm à? Hai bé, ok. Tôi sẽ bảo vệ anh. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh, ok. Tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi người. Nào, đừng di chuyển lung tung nữa. Nào, những con chó này, đúng rồi. Cảnh sát đây. Chó này, ok, Exciter đây. Chó này, ôi trượt rồi. Đâu rồi, chó, đúng rồi. Chó, ôi, tôi đã cứu được anh chàng áo đỏ này hai lần liền. Ok, và tôi nghĩ là tôi sẽ bắt đầu nuốt tất cả mọi người về đi. Thay vì cố gắng bảo vệ mọi người bị chó cắn thì tôi sẽ ăn hết tất cả mọi người. Thế là không còn người nữa. Và những con chó sẽ không biết cắn ai cả. Đây rồi, tôi đã tiến đến một cái kích thước khủng khiếp. 87.9 mét. Và bây giờ tôi bắt đầu đi ăn căn cứ của loài người trên sao hỏa anh em nhá. Và tí nữa chúng ta sẽ ăn cả sao hỏa luôn. Tôi tin là như vậy. Bây giờ những cái tòa nhà của loài người nó chỉ bé như này thôi. Đấy, nó chỉ bé như là đồ chơi thôi anh em ơi. Đấy rồi, ngọn núi. Wow, Martin Hill. Tôi ăn được cả một ngọn đồi luôn. Wow. Có vẻ như đây là những cái ngọn núi lửa nó đang ngừng hoạt động ở trên sao hỏa anh em ạ. Wow,
Đấy, ăn nó phải ăn, ăn như thế này nó mới đáng ăn chứ đúng không? Wow. Siêu to khổng lồ. Tôi sẽ ăn cả mặt trăng cho anh em xem, hãy đợi đấy. Bây giờ kích thước của tôi là 4,12 km anh em nhé. Nếu như bề mặt sao hỏa có những cục mụn và những chỗ bị rỗ mặt như thế này thì tôi chính là cái thứ làm nhẵn mịn da mặt của sao hỏa đấy anh em. À, đây là một cục mụn lâu năm đúng không ạ? Vâng, chào mừng các bạn đã đến với thẩm mỹ viện của chúng tôi, chuyên đánh bay mọi loại mụn. Dạ, đẹp như mới. Vâng, anh chị bị sẹo sau phẫu thuật có đúng không ạ? Hãy đến với thẩm mỹ viện của chúng tôi, đẹp như mới. Đấy. Vâng, tuyệt vời chưa ạ? Sẹo, mụn, hãy đến với thẩm mỹ viện của chúng tôi, thẩm mỹ viện Popro. Ui dồi ôi. Đấy. Bắt đầu là tôi ăn được cả những cái dãy núi luôn này anh em ơi. Ui dồi ôi. Wow. Ăn được cả thiên thạch luôn này. Bắt đầu siêu to khổng lồ rồi. Đây rồi. Sao hỏa với chúng tôi. Bên này nữa. Đây là trái đất này. Ui, hệ mặt trời. Ui, mặt trời luôn. Ui, xong rồi, tôi nuốt trái đất vào rồi anh em ơi. Wow. Đây là sao gì? Uranus, tôi không biết đó là sao gì đâu. Wow, mặt trời luôn. Ê, bỏng. Ê, bỏng quá, vẫn bị bỏng anh em ạ. Đây, tôi sẽ ăn những vì sao. Ok, bây giờ tôi đã ăn được cả cái này. Nó là Red Zan. Cái gì khổng lồ màu đỏ. Thôi thì anh em cứ gọi nó là xịp đỏ khổng lồ đi nhở. Thế cho nó dễ đúng không? Xịp đỏ khổng lồ không gian. Ui dồi ôi, ui cái gì đây? Wow, các giải ngân hà luôn ạ. Wow, không biết ở bên trong này có sự sống không? Đây là các giải ngân hà khác nhau. Wow, đây rồi. Đếch biết đây là đâu, nhưng mà đây rồi. Tôi đã thoát ra được khỏi cái vòng luẩn quẩn đấy thôi. Trời ơi, đây rồi. Sướng quá anh em ơi. Ôi rồi, nó phê. Ôi rồi, nó phê. Ôi nó sướng. Ôi, chưa hết ạ. Vãi game. What the hell? Cái gì đây? Tại sao nó có cả cái con Mỹ Ý à? Trời ơi, giải ngân hà Mỹ Ý à? Các bạn đã ai được thưởng thức mì Ý trong không gian như tôi chưa? Tôi chắc chắn là người đầu tiên trên thế giới này luôn đấy anh em ạ. Nhìn nó kìa, nó còn có mắt lạ, nó còn đuổi tôi. À, mì Ý à? Not the Lee Monster à? Ôi trời, vẫn chưa hết. Ăn lắm thế. Bắt tao ăn lắm thế. Univer, vũ trụ, đà vũ trụ. Đâu, Univer đâu, sao giống hạt quắc thế? Đây rồi. Hết chưa? Hết rồi. Ok. Ăn lắm quá không chịu đổi. Hết game rồi. Và video này tôi sẽ kết thúc đây. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi hành trình ăn cả vũ trụ cùng với tôi. Nếu thấy thích con game này, hãy ủng hộ tôi bằng cách nhấn like cho video và đăng ký kênh Popro để giúp tôi sớm bắt được 1,7 triệu người đăng ký. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Video này anh em xem chỉ có vài chục phút nhưng tôi đã mất đến 3 tiếng để chơi nó đấy. Ok, và chúng ta đã kết thúc. Mọi thứ đã trôi qua, tất cả đã kết thúc. Thế còn bây giờ thì bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.